Cái kho này á thì một số anh em kỳ trước với lại gần đây thì một số anh em cũng rất là thích cái kho mẫu thì việc cắt ở trên cái bàn mẫu nước ngoài á. Thì việc quản lý là mẫu cái khung hộp sọ của các bạn nước ngoài rất là tròn, cho nên là cắt rất là sướng, cắt nó ra chuẩn luôn. Trên form người Á Đông của mình thì cái khung hộp sọ, cái phần ở phía sau gáy nó cũng nó không phòng bằng các cái bạn nước ngoài, nhưng mà mình có thể áp dụng cái độ graduation để tăng cái độ phòng đấy. Đó. Hôm nay thì mình sẽ cắt cái form này cũng khá là nhanh thôi. Bởi vì thì rồi đơn giản là mình chia hai phân khu ha. Phân khu từ cái phần chỏng này cho đến cái điểm vàng ở phía trên cái đường giao với cái đường xuyên đỉnh tay á. Đó nha, nó rất là đơn giản như này hả, không có gì phức tạp hết. Có nhiều anh em nói là cái form này có trong cái bộ video, thì đây là một trong những cái form rất là kinh điển này, cực kỳ kinh điển, mà anh em cắt được cái form này á thì nó sẽ giải quyết rất là nhiều cái bài toán hay là rất là nhiều cái cách triển khai ở trong trong cái bộ video online thì cái việc thực hiện nó cũng tương tự, nó không có khác gì cả ha. Một số anh em mình hôm nay để mình vừa cắt mình vừa anh em có bị vướng cái chỗ nào, bởi vì cũng thông báo ở trong cái group học online, các anh em ở trong cái group đấy xem qua kênh này thì cũng có thể mình giải đáp luôn. Phương pháp mình học này nó sẽ tối ưu như thế này nhé. Được lên 32 Quảng An Tây Hồ nha Vinh ơi, welcome. Đây, giới thiệu cho anh em xem một gương mặt nè, đây là một cái chị cực kỳ đam mê về cắt luôn. Chị thấy năm nay ngoài 50 rồi mà nhiệt còn hơn là 20. 32 Quảng An Tây Hồ. Ok, 32 Quảng An Tây Hồ, Vinh ơi, 32 Quảng An Tây Hồ nha. Ok, chiều qua nha. Rồi. Đấy, mình sẽ thực hiện luôn.
U60. Ok. Ok, thank you Vinh. Rồi đầu tiên chúng ta chia hai phân khung vậy ha. Rồi 18 anh em đang xem. Anh em nào 20 à, anh em nào mà trong cái có thời gian có canh lấy ra luôn, thực hiện luôn. Bảo đảm là xem nó là làm được luôn. Rất nhiều anh em cũng mong muốn học cái form này thì hôm nay việc chia sẻ một cách nó cực kỳ dễ dàng luôn. Có một vài cái key để mọi người nắm được thực hiện cái form này ha. Đây là một trong những cái form mẫu gọi là rất là kinh điển ở đây là nó mang cái tất cả các thao tác hay là kỹ thuật rất là nền tảng, và đó là một trong những cái bước cơ bản sơ đẳng để chúng ta có thể thực hiện những cái form mẫu cao cấp sau này, vì nó là cái mà chúng ta cần phải hiểu rõ về khung hộp sọ, hiểu rõ về kỹ thuật. Thì đây là một mình cái áp dụng kỹ thuật graduation ha, kỹ thuật pi. Thứ hai là chúng ta sẽ áp dụng các cái đường chia pivot ở phía sau gáy và đường chia chéo cố định ở phần hai bên và phía trước đó. Thì đây là một trong những cái điểm lưu ý nha. Rồi cái đường cắt đầu tiên đó thì thông thường những cái form tóc này đó thì anh em xác định cho mình có khoảng ví dụ như từ viền tóc cho đến cái điểm của cái phần nó nằm tầm khoảng 4 cm. Thì sau này mình sẽ tạo ra cái đường oval tới tim nó cái điểm ở cái phần ở chỗ này ha. Đừng có dài quá, form này mà dài quá thì nó không thể hiện rõ được cái form hay là cái kỹ thuật nha. Ok, rồi bây giờ mình thực hiện nào. Rồi chúng ta sẽ thực hiện bằng một cái đường cắt định hướng cho các cái lớp tóc tiếp theo ha. Rồi.
đây là cái đường cắt định hướng cho các lớp tóc tiếp theo. Bây giờ em thì chọn cái điểm ở đây là khoảng 4 cm đấy. Ok, nó sẽ như thế này đấy. Ok, nếu như các bạn nâng lên như thế này thì nó là layer nha. Theo kết cấu của một sợi ở đây là các bạn nâng ra như này 90 là cái phần này nó sẽ là layer thì nó sẽ ra hiệu ứng khác à. Cho nên là mình sẽ cắt góc độ dưới 90 nha, được chưa? Rồi ở đây đó thì mình sẽ tiếp tục chọn cái đường cái điểm xoay quanh ở đây và mình chia đường chia xuống. Okay, đường chia kéo xuống. Lúc này đường chia có thể là kéo dài của cái đường chia xác trình phân khu ở phía trên xuống nha. Ok, thấy rõ không? Có rõ không? Anh em xem livestream có thấy rõ không? Cách này là rồi, xong rồi nhé. Rồi tiếp tục nè, chúng ta sẽ dùng cái đường này. Lúc này đường kia nó sẽ định vị cái đường cắt ha. Ok, lúc này đường kia nó sẽ định vị cái đường cắt. Rồi tiếp theo, từ điểm kia này chia một đường chia kéo xuống để thực hiện lớp tóc thứ ba. Ok, lúc này tương đương với đường chia của chúng ta nó gần như 45 độ rồi đó. Rồi thực hiện tương tự như vậy. Đường chia xoay quanh tại một điểm thì đường cắt của chúng ta cũng sẽ xoay quanh đấy. Hồi nãy nó như thế này đấy, đường cắt của chúng ta nó cũng xoay quanh như thế. Ok, rồi chúng ta có thể thực hiện xuyên suốt từ bên này và hết bên này cũng được, hay là chúng ta sẽ thực hiện bên này để tạo ra cái sự cân xứng. Vậy ban đầu đó thì anh nghĩ là mình nên đều cắt hai bên giống nhau. Ok, đấy, các bạn thấy đường chia ở đây nó cũng nối dài cái đường chia như vậy. Yeah. Rồi tiếp theo, các bạn thấy là mình sẽ áp dụng đúng cái đường chia định vị với đường cắt nè. Cho nên là phương pháp mình học đó, nó tất cả những cái phần nó rất là liên quan với nhau, từ đường chia cho đến đường cắt hay góc độ hay là khối. Chúng ta thực hiện khối tam giác đó, chúng ta chia đường chia xiên kéo về phía trước ha. Rồi tương tự như thế là mình chia thêm một đường chia để tạo ra cái sự cân xứng hai bên. Ok, rồi tương tự như vậy đường chia thì sao, định vị cái đường cắt đó, đường chia từ đây kéo thẳng ra đây thôi. Rồi, như vậy thì chúng ta đã tạo ra được cái phần ở phía sau. Đấy, bằng 5 lớp tóc, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, rồi, các bạn đợi một chút ha, để mình kiểm tra tí nào.
đó là đường chia private mà chứ không phải đường chia nhân công. Đường chia private là đường chia như thế này, xoay quanh tại một cái điểm này, một hai ba, ok, đường chia xoay quanh nha. Đường chia xoay quanh tại cái điểm phát, có nghĩa là cái điểm ngay cái điểm chấm này nè, hay chưa, chứ không phải là mình chia song song nha, chưa tới cái phần chia song song. Thì việc sẽ bật mí và hướng dẫn cho các bạn một vài cái key thôi là các bạn sẽ thực hiện cực kỳ chuẩn xác luôn. Ok, trong quá trình mình thực hiện thì anh em cứ có câu hỏi thì cứ đặt nha, và mình sẵn sàng chia sẻ rất là thoải mái luôn. Ok, hello, xin chào tất cả các anh em nha. Em đọc comment giùm anh. Có ai anh em nào vô thì chào người đấy. Xong rồi đó, anh em xem rõ thì chấm nha. Chưa rõ hay là thích quay chỗ nào thì em điều chỉnh giùm anh. Ok. Hello Phúc Nguyễn, hello Ngọc Thịnh, học thật fan nhá. Hôm nay mình đang dẫn khách. Có lại tối nay mình livestream, nhưng mà mình nghĩ mình livestream mà mình nói chán quá thôi, mình livestream cắt tóc cho nó sướng. Anh em có câu hỏi thứ đất nhá. Hoặc là sắp tới trong các cái ngày thứ năm anh em muốn mình livestream những cái mẫu vì có một vài cái con mẫu mới cực kỳ hay luôn. À, có những cái form mẫu mới cực kỳ hay luôn, nó dạng như mullet nhưng mà nó dạng như mullet medium mullet á, nó vừa là nó tạo ra những cái kiểu rất là form, rất là cá tính, rất là nhẹ nhàng ha. Đó, đây là nó cực kỳ phù hợp cho những cái khách hàng trẻ bây giờ nha, rất là khoái những cái form này. Đó. Anh em thích thì để lại là ai tôi thích thì sao mình cắt. Xin chào Lý Côn Lữ, chào Quyên Trà, chào Trần Văn Trường. Ok, bây giờ theo ví dụ như em như này. Anh em bật câu hỏi đi. Chia cái đường kia này. Ví dụ như cắt như thế này nó sẽ ra bây giờ mất. Nhưng mà cắt như thế này nó sẽ ra bây giờ. Ok. Wow. Mình đang thực hiện kỹ thuật graduation mà. Đúng không? Đó. Thì cái đường kia nó sẽ định vị với đường cắt. Cái đường kia như thế này thì em sẽ cắt tương tự như thế này. Sau là từ đây ha, từ kia này ở đây đúng không? Đó, thấy chưa? Thì nó mới là graduation. Chứ đừng cứ kéo về đây mình cắt ha. Đó. Ok, thấy chưa? Đây. Ok. Một trong những cái mà thấy rất nhiều anh em thì phải khi mà cắt những cái form mẫu kinh điển là cái mặt cắt nó rất là lung tung, bởi vì mình không có nguyên tắc mình tuân thủ. Đó. Cho nên là khi cái mặt cắt hay là mình không xác định được tư duy về hình đó. Cho nên là cái việc mà chúng ta thực hiện ra những cái form mẫu căn bản nó cực kỳ khó khăn. Nhìn thì nó đơn giản lắm, nhìn thì cực kỳ đơn giản, nó không có cái gì phức tạp hết, nhưng mà để thực hiện nó chỉ là cần mình tuân thủ về nguyên tắc thôi và nhất quán về cái kỹ thuật mình thực hiện. Đây.
nắm được cái khung hộp chọn cái là ok. Chào Đinh Ngô, chào Chu Quốc Chính, chào Thái Trọng Việt. Ví dụ như khi mình thực hiện chỉ cần vài đường thôi, mình đã có được cái điểm rơi hay là cái xác định form ngay từ đầu rồi. Thì đây là một trong những cái mà cắt basic nó đem lại. Có nghĩa là chúng ta cắt là chuẩn xác luôn, chứ không có kiểu cắt mà sửa đi sửa lại. Cắt sửa đi sửa lại là không được. Chào Đăng Dũng Nguyễn nhá. Một phần nữa là em chia cái điểm pack này quá cao so với bài. Chào Sara vui vẻ. Tạo lỗi như vậy thì em tiếp tục phát triển cho anh cái được. Cái này đó, nó gọi là tên lỗi nha. Ok. Đây, anh em kiên nhẫn một chút nha, xong rồi mình đi tiếp nha. Anh em mà có đầu canh lấy ra chén luôn. Chào Nguyễn Đức Quý nhá. Anh em bật câu hỏi đi ạ. Không có câu hỏi thì có gì comment vô vui vui chia sẻ cũng được. Chào Quân Hạt nhá. Quân Hạt Hạt Tinh. Nhìn nhé, chị nhìn này, đây, ra đây kéo ra đây cắt đường. Chứ đừng có kéo đây làm gì. Hả? Đường từ kia đường thì đường cắt đó. Chào đấy. Phượng Vĩnh Hoàng nhớ. Giống như từ tử đường kia nó xong, đường cắt nó song song với đường kia gì đó. Chào Huỳnh Khánh nhớ. Ok. Rồi. Hello Triều Ly. Có một số anh em là nói học online không được. Thì việc có chia sẻ về cái online học cực kỳ hiệu quả luôn anh em. Nhưng mà chúng ta hãy kiểu như là tập trung và có cái thời gian cho nó là được. Chào Huỳnh Khánh nhé, chào Phiên Xù. Chào Đạt Béo nhá. Nó giống như cái chữ V thì cái đường chia của chúng ta nó ứng với cái đường cắt ở bên ngoài. Ok. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Rồi quan sát nào các bạn ơi. Rồi, từ đây nè, từ đây các bạn phát triển cái đường kia song song như vậy. Ok. Đường kia nè. Ở đây thì việc chia khoảng 4 đường kia là xong. Ok. Nào, quan sát nha.
ở đây là gì? Khi ở đây đó là chúng ta sẽ cắt. Cũng thấy mà. Đây nè. Các bạn xem cái lớp tóc này nè. Các bạn xem cái lớp tóc này nha. Ở đây và ở đây. Các bạn thấy nó như là nó như hình chữ nhật không? Song song. Như vậy thì cái cạnh này và cái cạnh này nó song song với nhau đúng không? Thông thường thì mọi người cứ cắt xong rồi cứ kéo vào đây nè. Cắt là nó cứ dài cái đuôi ra làm chi? Nó dễ không? Ngay cái đường chia nó đã được định vị được đường cắt rồi. Như vậy thì mình cứ đặt cái lực vào ngay chỗ đúng cái đường chia mình kéo ra tới vị trí đường cắt và cái lớp ở phía dưới, đúng không? Định vị cho như vậy thì chúng ta thực hiện thôi, đúng không? Chia này, nâng này, hướng này và cắt, đúng không? Một tiếp theo này, rồi ở đây Huy Việt không có thay đổi gì cả và định vị ngay cái đường cắt này lên. Ok, hôm nào ít lần của bạn. Bạn có khác gì không? Vẫn là hình chữ nhật đúng không? Tiếp theo này, chào từ từ trên đỉnh này mình mở rộng cái đường chia ra phía trước đúng không? Đây đường chia của chúng ta nó cứ chỗ này là các đường chia song song với nhau này. Được chưa? Rồi tiếp tục giữ nguyên vị trí ha. Được chưa? Thấy người Việt có thay đổi cái vị trí gì khác không? Có thay đổi không? Bởi vì vẫn giữ nguyên đúng không? Mở rộng đường cắt xuống dưới. Ok. Đây. Đúng không? Đây nè. Ngang song song này. Cho nên là phương pháp mình học nó giúp cho mình tư duy về hình. Nó cắt rất là nhanh, mình không có phải lo lắng gì hết. Đấy, mình vẫn giữ nguyên vị trí đường cắt này. Đây, để vậy cho các bạn nhìn thấy rõ nè. Ok, các bạn thấy mặt cắt ở đây không? Ok. Rồi, sau khi các bạn phát triển ra thì các bạn thấy là cái tính phát triển ra nó đều hơn, đúng không? Không cần phải điều chỉnh để làm gì cả. Ok. Đấy, các bạn thấy cái độ graduation nó đi một đường từ đây xuống đây không? Rất rõ nét luôn đúng không? Có đơn giản, rất đơn giản đúng không? Đặt vị trí đường cắt ngay chỗ cái lớp tóc trên cái phần pivot đấy. Cứ thế là đưa đúng một đường cắt và tự động nó sẽ phát triển ra khối tam giác. Ok. Như vậy thì khối tam giác dựa trên nguyên tắc gì? Đúng rồi, tại vị trí đường cắt cố định thì nó sẽ tạo ra khối tam giác. Ok. Rồi, thực hiện đi nào. Anh em thấy hay không? Hay thì cho một like nào. Chào Trinh, chào Tuệ, chào Tuấn Nguyễn nhá. Chào Miss Tí Đỏ, chào Hoàng Anh. Anh em thấy hay thì cho một like. Chào Nguyễn Văn Quân nhá. Anh em đặt câu hỏi đi. Chào Tiến Sơn. Chào Mạnh Nguyễn nhá. Cảm ơn Đinh Ngô rất là nhiều.
kia này chị. Chị nhìn, chị nhìn cái đường kia đâu, chị kéo ra thẳng đúng cái đường đó là đường cắt hầm, thấy dễ chưa? À đó, rất là dễ luôn. Rồi tiếp tục. Đúng rồi, cứ phát triển các đường kia song song như thế. Chào Phương Kỳ nhá. Anh em bật câu hỏi đi. Không cần phải đặt câu hỏi, anh em cứ chia sẻ. Mời các anh em nào mà chưa cắt được basic vô xem luôn, bởi vì hôm nay chia sẻ thoải mái luôn. Cái việc bật mí là phương pháp này á, nó sẽ đem lại cho chúng ta tối ưu về độ chính xác và thời gian. Anh em sẽ thấy cái hiệu quả cực kỳ bất ngờ của nó. Đúng cái bài mình yêu thích. Đúng cái bài chị yêu thích cực luôn. Đúng cái kiểu. Đúng cái kiểu. Cái trong cái form các form mẫu kinh điển thì đường chia nó sẽ định hướng cho đường cắt, hay còn gọi là, thì chúng ta sẽ tạo ra các cái lớp tóc nó bởi vậy á. Ví dụ như cắt tròn chia tròn, cắt vuông chia vuông, cắt tam giác thì lại chia khối. Thì cho nên là cái đường, cái chia và cái cắt để tạo ra khối nó sẽ đồng nhất với nhau. Đó là cái đặc biệt giúp cho cái việc mà chúng ta sẽ tạo khối rất là chuẩn xác. Rồi, tương tự như vậy chúng ta sẽ thực hiện bên này được không? Tương tự như vậy, không có gì khác hết. Các basic là các thao tác được lặp lại, các kỹ thuật được tuân thủ ha. Thế thôi, các basic là như thế, không có gì, chẳng qua là do mình không tuân thủ hay là không có nhất quán về hình khối hay là về các cái thao tác của mình thôi. Chứ còn thực tế là các basic khá là nhiều luôn. Rồi ở đây cũng tương tự như thế à, đặt cái lược vào đúng cái vị trí đường chia, xong ngay chỗ cái đường chia nó rồi kéo giữ ra song song. Lúc nào cái lượt của chúng ta đẩy cũng song song với cái đường chia hết á, thì khi cuối cái đường cắt của chúng ta nó mới thì sao? Ok. Anh em nào đang cắt canh không? Anh em nào mà cắt canh á, có bị vướng cái chỗ nào mình nhìn lại tí nha.
mình cắt theo phương pháp mình học này thì cái độ sai hay là cái sự thiếu chính xác của nó sẽ rất là ít nha anh em. Chào Nguyễn Minh, chào Lê Tân, chào Nguyễn Quỳnh nhé. Hello Quang Huy. Cái sự cân đối hay là cái các cái lớp phát triển tóc thì nó sẽ tự động nó sẽ phát triển thôi. Bắt đầu kéo dài ra rồi nha. Các đúng tuân thủ như bên kia. Đấy. Chào Đỗ Minh Anh nhá. Ok. Mấy cái pha này cùng là một công thức nhưng mà sẽ mỗi người ra mỗi màu. Đừng chi chéo nha, đừng chi chéo em. Ok. Rồi chúng ta còn ok còn hai section ha. Em đừng có để cuối như này. Cuối vừa là ok là cắt đường kéo. Không có hết rồi sao? Ok bạn ơi. Đây. Tiếp tục nào. Đấy,
kệ không sao, ai kiên nhẫn thì mình từ từ kệ tiếp, mình follow tí. Xin chào Đỗ Hải Điển nhé. Chào Khánh Vân, chào Đỗ Minh Anh, chào Quang Huy. Các form tam giác thì các bạn thấy là ví dụ như đây, các bạn thấy là cái đường radiation nó phát triển từ đây này. Đấy, nó là hình tam giác này. Đó. Ok. Rồi. Ok. Rồi, mình đi nhanh nha, mình đi thêm một bước nữa nào. Rồi. Ở đây đó, thông thường ví dụ như khi mà chúng ta cắt những cái kiểu những cái form basic, ví dụ như mình sẽ đây, chúng ta cross check lại ha. Nhưng mà khi chúng ta đặt đường cố định đó, thì cái việc cross check lại nó cũng khá là nhẹ. Đó, rồi thấy không? Rất là dễ ha. Đó, cái độ radiation nó rất là tuyệt vời. Ok, rồi. Ở đây thì mình có phương án mình thực hiện. Thông thường ở đây thì mình nối dài các cái đường chia, hả? Các cái đường chia chéo xuống. Ok. Vì là chúng ta cắt tam giác cho nên là chúng ta sẽ chia đường này. Nếu như chúng ta cắt vuông ấy, hoặc là chúng ta cắt tròn, thì chúng ta phải chia đường này, ha. Ok. Nhưng mà ở đây thì chúng ta cắt khối tam giác thì chúng ta sẽ chia theo cái đường chia chéo ở phía trước ha. Đó. Ok. Rồi, ở đây thì bên em quý vị sẽ thực hiện như này cho anh em dễ xem. Rồi, ở đây ha. Tương tự như vậy, phát triển đúng cái mặt cắt lên thôi. Rồi. Rồi, ở đây cũng đưa về đúng cái vị trí đường cắt hồi nãy chúng ta phát triển nè. Không có gì thay đổi cả. Nó rõ ràng rồi đúng không? Rất là sắc nét luôn, rất là rõ ràng luôn. Ok, đây là cái theo cái biến thể gọi là graduation, nhưng mà tạo ra cái từ cái phần này nè, mình tạo ra cái phần gọi là điểm nhấn đường viền cho cái form tam giác này luôn. Đó, thì đây là một trong những cái cực kỳ quan trọng. Hai cái biến thể chính là trong graduation là internal và external. Thì chắc là anh em học basic thì cũng nắm khá là rõ cái này. Nhưng mà cái cách thực hiện nó sẽ tương đối khác nhau một chút. Đấy, đúng rồi. À, nâng lên một tí nào. Hồi nãy cái lớp tóc của mình. À.
một mình cách thôi. Không không cắt luôn nha, cắt thật là chuẩn. Ok, nhắc cho anh biết là đường chia nó được vị cho đường chia, nó định hướng hay là cho đường gì. Đúng rồi, cứ đặt cái lượt song song đúng cái đường chia, xong rồi kéo thẳng ra phát triển mà cắt tương tự như thế. Có xu hướng mình chạy xuống ấy, thì nó sẽ tạo ra cái graduation internal, nhưng mà nâng đều thì nó sẽ ra external ha. Ok, đây các bạn thấy là nó tự động nó sẽ ra một cái đường dạng như nhận diện cái phần layer, cái phần ở trên này ha. Ok, không thấy à, tối đúng không? Ok, rồi các bạn thấy cái đường form rõ ràng không? Đấy, ok, cái đường form ở đây rất là rõ ràng. Ok, cái này nâng lên màu nâu rồi đấy. À, nâng lên. Chứ còn mà nó tối à... Chào Trần Nam nhá. Hơi ngược sáng tí. Đấy, qua đây là hết ngược sáng. Được chưa? Hả?
còn gì nữa đâu em ơi. Đừng hạ thấp quá, đây khi mà đã ở đây rồi thì vẫn diễn đây, thấp xuống đây là gì, thấp xuống đây là càng tạo ra cái đường like không, nó không theo đúng cái vị trí của cái lớp, cái lớp, cái phần ở ngay chỗ cái phần trên cái phần chậm ấy à. Mới ok. Chào quý viên chị nhờ. Tuân thủ thì nó dễ cho nó dễ ra kết quả phải không? Còn trước đây là mình không biết xử lý như thế nào phải không? Cái mà các mấy cái form các cái kỹ thuật này nó đòi hỏi chúng ta chỉ cần tuân thủ nè. Nắm được cái nguyên tắc của nó thôi. Đấy, như vậy bây giờ chúng ta sẽ thực hiện lên phía trên. Ở đây khi mình cắt basic xong á thì mình sẽ có một cái hướng là hướng đương đại, thì tí nữa mình sẽ quý vị sẽ hướng dẫn cho cái cách để phá từ classic qua đương đại sao. Và bây giờ mình sẽ đi đúng thuần basic ha. Rồi đường ngôi phía trước thì có thể mình chia ngang hay là chia check, thì thông thường ví dụ như cái kiểu này nó hơi hay lệch một tí hay lệch một tí giữa cũng được không sao hết, nhưng mà tại vì lệch thì mình sẽ cắt một bên dài một bên ngắn ha, thì mình dựa trên cái cắt như thế nào để cho ra bên dài, cắt như thế nào để cho ra bên ngắn ha. Ok, ở đây rất là nhiều người bị vướng cái chỗ này là không biết phải giải quyết cái này như thế nào. Đúng không? Làm thế nào đó để cho cái này nó sẽ tạo ra một cái đường nối liền. Nó có nghĩa là cái phần trên phần top nè. Ha, nó là đường cong chuyển động mềm. Đúng không? Khuôn đầu mà nó cong nó rất là mềm. Nhưng mà đôi khi mình không có tuân thủ theo nó. Đấy. Cho nên là ở đây nè, hồi nãy đó có phải các cái đường chia của mình như thế này không, đúng không thì mình tương tự như vậy đó. Đây nhé, hồi nãy cái đường chia này có phải cái đường chia chúng ta cắt nhìn cái mặt cắt của chúng ta rất là sắc ha, thì chúng ta tương tự như thế, ta mở rộng đường chia ra, không có gì hết, mình chỉ cần tuân thủ thôi, không cần phải làm gì hết. Ok đấy, mà các ở phía dưới nó đã được hình thành rồi, và chúng ta dựa trên đó để tiếp tục triển khai thôi. Ok, thấy dễ không? Thế giống như từ đây lên đây là như nó như một cái hình chữ nhật vậy nè. Cho nên cái việc đường chia để xác định vị trí đường cắt là quan trọng, nó giúp cho chúng ta xác định luôn cái mặt cắt luôn, đúng không? Rồi ở đây cũng tương tự như thế này,
Okay. Rồi các bạn thấy là cái phần này nó tạo ra một đường tam giác chưa? Thấy không? Ở đây các bạn có thể, các bạn không thấy nè, nhưng mà ở đây có thể thấy nè. Đấy. Ok. Rất là rõ ràng. Chào Thành Hướng, chào Dũng Nguyễn nhé. Ok. Đây cho anh em thấy cái phần, đấy, cái phần này nè. Ok. Tạo ra một cái đường tam giác từ đây xuống đây. Ok. Đấy. Cho nên là đây là một trong những cái cách triển khai khối tam giác. Khối tam giác mình chỉ cần tuân thủ theo đường cố định thôi, không có tự động nó sẽ phát triển ra tam giác. Okay. Đây, tương tự như thế này. Tiếp tục áp dụng các cái đường chia để giải quyết. Đây, xác định đường chia. Ví dụ như ở đây mà các bạn cứ nâng ngang như thế này thì sao? Tại vì cái phần chỗ này, cái khung hộp sọ nó đã khác rồi. À, đúng không? Chỗ này là dường như nó ngang này, nhưng mà xuống này nó nghiêng như thế này nè, thì mình phải hạ xuống tương ứng như thế. Hiểu không nha? Ngoài tay kia cái tóc, khi mà em cắt một cái section đúng không, có phải là cái lớp tóc của chỗ này, vị trí tóc của chỗ này, có phải là mặt của nó như thế này không? Đúng không? Khi mà em đang ở vị trí này thì em nhìn coi cái góc này như thế nào. Góc này nè, từ đây xuống ra đây nè, cái góc nó như thế nào? 5 độ. Khoảng từ 5 độ. Ok, rồi. Như vậy thì xuống vị trí này đúng không? Bây giờ anh cũng nâng tương tự như thế thì nó làm sao? Nó khác với cái góc độ, cho nên là cái vị trí của tóc ở đây nó khác với vị trí tóc chỗ này. Cho nên là khi mà cắt graduation, và đặc biệt là các cái phần ở trên tay và đỉnh tay, thông thường mọi người cắt nó không có ra được cái đường nét, hay là nó không kiểm soát được cái độ graduation của nó, bởi vì không tuân thủ theo cái khung hộp sọ, không tuân thủ được cái phần vị trí mà chúng ta cần phải hiểu. Rồi, tương tự như thế thôi. Ở đây tiếp tục như vậy. Rồi, ở đây thì việc nâng nhẹ xuống, hạ nhẹ xuống này. Ok. Tiếp tục. Chăm chỉ quá xem. Ok. Đấy. Các bạn thấy là nó dễ hình dung ra chưa? Ok. Rồi. Thấy. Chào Hoàng Phi nhá, chào Quyền Tokyo, chào Nguyễn Văn Công. Rồi. Bây giờ mình sẽ sấy nha.
bên sấy gia đình sẽ lô hai bạn. Sau đây mình cắt bạn của thầy ra ở đây rồi. Đây. Cố gắng là mình chia ra, mình chia để mình xác định từng cách. Tốt hơn rồi đúng không? Thấy lý do vì sao cái đường chia giờ nó quan trọng không? Chia chéo rồi chia ngang rồi chia ngang nhé, đúng không? Quay từ đầu đi ba. Cảm ơn mình đưa cái tính của thằng chó. Cảm ơn.
Cái việc hướng dẫn qua cái online này mọi người có dễ hiểu không? Cho mình một cái comment để mình biết. Mình cũng đang tính là sẽ nếu như mà chia sẻ cái dạng này nó hiệu quả thì mình phải làm một phim. Đây, mọi người tương tác nào. Chào Nguyễn Cao Long, chào Vũ Nguyễn Thế, chào Loan Vũ, chào Beauty Salon Khả Tuấn nhá. Chào Khun Tống. Anh em xem có rõ không? Thank you.
anh em tương tác cho nó sôi động một tí, có hứng thú làm tiếp nè. Cái phần cắt outline của cái phong này cũng khá là hay nha, cực kỳ hay luôn. Chào Quỳnh Hoàng nhé, chào Di Phan. Chào Nguyễn Thái Nam nhé, anh em tương tác lên cho vui xem nào. Chào Giáp Văn Hạnh, chào Hồ Luân. Kẹp
Chào David Popper Chuông, chào Tạ Thị Thường Vi nhá. Hello Hồ Luân. Anh em xem có rõ không? Chào Trần Minh nhá. Điện rõ hơn ha. Anh em cho xin một tim đi anh em. Chào Nguyễn Minh Tâm nhá. Sẽ tỉa cho nó mịn một tí nha. Các tam giác thì chỉ tam giác luôn, cái khối của mình là cắt nhiều lắm, nãy như thế nào mình cũng sẽ tạo ra cái độ mịn một tí thôi nha. Các cái đường chia không có khác gì nha. Rất là nhẹ nhàng thôi.
Chào Hoa Loan nhá. Ok. Chào Huyền Nguyễn nhá. Lân ra đọc comment được nè. Okay. Perfect luôn. Pam 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 pam. Khi mình vẽ hết một lượt rồi đó thì mình sẽ bấm cái đường outline. Đối với những cái form tam giác này thì cái outline nó cũng là một cái cực kỳ quan trọng nha. Ví dụ như ở đây nè, mình tạo một cái đường cong ha, đường cong ở đây đấy, cái đường cong ví dụ như cái đường cong nó nằm ở đâu, cái đỉnh của đường cong nó nằm ở trên này đúng không? Cái điểm ở đây nè, ví dụ như cái điểm là trung tâm ảnh đúng không, trung tâm thì mình sẽ thực hiện các cái đường mình sẽ lấy khung của cái đường này, mình có thể mình thực hiện một cái đường làm từ đây xuống đây đúng không? Đấy. Sau đó thì mình sẽ tạo ra cái đường cong để cho nó trông nó thanh thoát mềm mại ha. Ví dụ như cái đường cong nó ở đây thì cái đỉnh của nó nằm ở đây, thì mình sẽ quét ngay cái phần đỉnh của nó đã. Đấy. Sau đó mình sẽ định vị được cái đường cong. Cắt bằng cái mũi kéo nha, lần này gọi là kỹ thuật chipping đó. Okay. Chip là từng cái nhát nhỏ ha, dùng mũi kéo nha đó. Ok, tương tự như vậy thì mình sẽ bên đây. Đấy. Ở đây thì từ đây qua đây mình cũng quét một cái đường thẳng cái nào.
giờ mình sẽ tinh chỉnh lại cho nó gọi là perfect hơn. Cái đường cong này nó cũng khá là hay, cho nên là anh em có thể thực hiện nó một cách tỉ mỉ nha, không ai giống ai đâu. Đó cùng là một cái cũng giới thiệu cho anh em là mình đang cái sử dụng cái cây kéo được nghiên cứu giữa X Academy cùng với Tora ha. Cái mũi này là cái mũi nằm đây cái 5.5. Thông thường cái classic của nó, cái phiên bản cũ nó là 5 chấm thôi. Đó. 5 chấm. Cái phần này nó sẽ thô hơn. Thì mình có cải biên lại để cho ra cái lưỡi kéo nó vừa có cái lòng mo để có thể chuốt được, có như dùng kỹ thuật slicing ha. Thứ hai là 5.5 thì nó sẽ cái biên độ cắt nó sẽ dài hơn đó. Và thứ ba nữa là cái phần mũi kéo thì nó sẽ làm cho cái kỹ thuật cắt bằng pointing hay là deep pointing nó sẽ dứt khoát hơn, nó nhưng mà vẫn đủ lực để thực hiện những cái nhát cắt với lớp tóc dày đó. Và đặc biệt ví dụ như là những cái kỹ thuật chipping như này thì nó rất là hiệu quả, cực kỳ hiệu quả. Cực kỳ hiệu quả nha này. Thế thì các bạn thấy là cái đường cong cũng khá là ok đẹp ha. Đấy, thì từ đây nè. Ok, hai bạn quan sát làm tí nè. Từ đây thì các bạn sẽ đó, ví dụ như ở đây từ đây ha, thì cái đường cong của nó sẽ điểm đến của nó là ở đây đúng không? Đúng rồi. Cái đường cong này. Thì thông thường ví dụ như tóc chanh thì nó sẽ dư những cái phần này, bởi vì cái phần mai của nó xuống khá là dày ha. Classic thì mình cũng không cần phải phá nhiều đâu, mình chỉ cần tuân thủ theo đúng cái phần của nó. Ở đây thì việc kết thúc cái đường cong của mình ở đây, cái phần mũi này ha. Cái form tóc nhìn nó có hồn hay là cái đường nét tinh tế hay không, là nó nằm ở cái đường outline này. Cái đường outline này nó quyết định cho cái sự tinh tế hay là cái rất là cao, cho nên là cái đường outline của chúng ta nó cần phải có cái độ mềm, cho nên cái kỹ thuật chipping này nó là cực kỳ quan trọng và hiệu quả nhất cho cái đường outline. Hầu như là chúng ta thực hiện các cái đường outline bằng kỹ thuật chipping nó luôn tự nhiên và đẹp nhất. Đấy. Các bạn thấy là cái đường outline của nó rất là đẹp. Lét căng. Khi mà các bạn dựng khối không chuẩn á, thì cái phần những cái phần chỗ này nè, nó sẽ không đều, thì các bạn cắt nó cực kỳ nó cực, và các bạn tỉa thì nó chỉ là những tạo ra cái độ và rỗng hay là độ mềm thôi, chứ còn nếu như để tỉa nó ra luôn cái phần ấy thì hầu như là không thể. Các bạn khi mà đã cắt khung không chuẩn thì chắc chắn các bạn tỉa cũng không chuẩn, bởi vì bạn không hiểu về hình, không hiểu về khối, thì chắc chắn cái việc mà các bạn cắt ra để tỉa cho ra thì nó là điều không thể.
nó phải có từ bước 1 thì nó mới có bước thứ 2. Và khi các bạn hiểu về hình, các bạn thực hiện nó, nó ok, thì nó mới là cái. Các bạn cứ để lại comment đi, Huy Việt sẽ sau giờ live stream này thì có thời gian Huy Việt sẽ trả lời và comment cho anh em. Cho nên là ở đây đó, các cái giờ live stream mà kỳ sau mà anh em có thể chuẩn bị canh luôn. Huy Việt hứa là Bùi tiến độ cho em xin thông tin cây kéo. Hướng dẫn luôn cái này. Chú ơi, ngươi xin thông tin cây kéo. Ok, xíu nữa anh em gặp nhau lo gì. Đấy. Ok. Rồi. Rồi tương tự như vậy thì mình cũng sẽ thực hiện bên này thôi. Rất là đơn giản thôi. Đó. Bên đây thì đây là cái điểm đến của mình ở đây ha. Đó. Cắt cái form tam giác này nó đẹp nhất để cái phần giấy ha, và cái phần máy đó nó liền mạch và nó mang lại cái độ gọi là cái điểm nhấn. Thì cái form này outline là nó quyết định cho cái độ tinh tế hay là cái thành công của cái con này rất là lớn đó. Cho nên là mình sẽ kỹ thuật shipping này nó làm cho cái đường outline hay là cái tóc của mình nó được ôm vô nha. Thông thường ví dụ như các anh em cứ cắt ngang như thế này thì cái đường outline chắc chắn nó không tự nhiên mà đó, và cái độ nét nó cũng không cao. Các bạn thấy là cái độ chuyển của cái phần này như việc tạo ra nó cũng khá là nhẹ, bởi vì bản chất của mình đã dựng form hay là cắt khối nó ok rồi, thì cái việc mà tiếp theo của mình hoàn thiện nó rất là ok. Để các bạn thấy nè, nó rất là nhẹ. Okay. Cái form tam giác thì nó sẽ rất là đẹp, những cái phần góc như này nó là cái điểm nhấn, nó không thể thiếu ha. Đó là cái điểm đẹp của cái form mẫu này. Cho nên là ví dụ như các bạn thấy là đấy, nó như thế này đấy. Từ outline cho đến các cái phần góc, ok, thì chúng ta cần phải đó, khi mà các bạn dựng form chuẩn rồi thì cái đường outline hay là những cái phần mà nó chúng ta thực hiện kết thúc thì nó cũng khá là nhanh thôi. Và đối với những cái form như thế này anh em dựng cắt mà dựng xong ha thì tóc dài ra vẫn còn đẹp, cực kỳ đẹp luôn đó. Ở đây là một trong những cái form mẫu kinh điển ha, kinh điển nó là mang thuần basic luôn đó anh em. Cho nên là cái việc mà mình cắt khối kỹ thuật thì nó, đây là những cái form mẫu mà nó đòi hỏi anh em có thực hiện được hay không. Còn những cái kiểu layer hay những cái kiểu kia thì nó, chúng ta tỉa hay đục nó sẽ ra, nhưng mà các bạn cắt
khối mà các không chuẩn thì nó không bao giờ ra luôn. Thế nên là tại sao cái nền tảng căn bản là nó quan trọng, tại sao cái nền tảng nó giúp cho mình thiết lập nó, anh em sẽ kiểm soát về kỹ thuật được, cho ra xây khối chuẩn. Nhưng mà cái phương pháp mình học này, quý vị dám khẳng định là cắt rất nhanh và chuẩn xác, đó là điều mà quý vị khẳng định luôn. Cho nên là ở đây thì anh em quan tâm ha, anh em quan tâm sau cái số livestream này đó, thì mình cũng đang có những cái kế hoạch để livestream và chia sẻ cái kỹ thuật nền tảng này. Thì anh em quan tâm thì để lại cái quan tâm, và thật sự thì cũng như khích lệ mình vậy đó, khích lệ mình để mình có thể mình chia sẻ sâu hơn và thường xuyên hơn những kho mẫu, để chúng ta có thể gây dựng với nhau, làm cho cái việc cắt tóc của chúng ta trở nên thú vị và giá trị ha. Ví dụ như ở đây thì chúng ta có thể tạo ra một vài cái độ chuyển động hơn cho cái phần tóc này. Những cái phần này nó không chúng ta đừng đụng đến cái phần online phía dưới nha. Bởi vì chạy theo đường tam giác luôn, không ảnh hưởng gì đến khối, nhưng mà cái kết cấu của nó sẽ nhẹ hơn và nó làm cho cái độ bay của cái phần ở bên ngoài trong nó sexy hơn nha. Cá nó hay hơn. Rất là tiếc năm nay quý vị không có thời gian để mở các cái lớp nữa, cho nên là chỉ có tập trung online. Thì online nó cũng rất là hay, và quý vị cũng trực tiếp để chỉnh sửa hay là để giúp cho các bạn từ cái khóa đấy nắm được cái kỹ thuật xây hình khối, hay là các cái kỹ thuật rất là nền tảng để cái việc cắt tóc của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Nhiều năm trước thì quý vị đi huấn luyện rất là nhiều, cái vướng của một số anh em là cắt nặng về kiểu quá. Một số anh em thì không nặng về kiểu, nhưng mà nặng về cái tính là nặng về kỹ thuật và hình khối. Cái tư duy ở đây mình cần phải mở ra phóng khoáng hơn để cái đường cắt hay là những cái form mẫu của mình tạo ra nó cũng trở nên phóng khoáng. Vì nếu như chúng ta gò bó vào trong một cái cứng nhắc và hạn hẹp đó, thì chắc chắn những cái điều chúng ta làm nó cũng tương tự. Không thể nói là ban đầu chúng ta không thể quý vị hiểu và quý vị trải qua cái giai đoạn đấy, cho nên là quý vị biết cách nào để có thể đi nhanh hơn, biết cách nào để có thể hiệu quả hơn đấy. Và càng ngày quý vị thấy là riêng cái phong pop này nha anh em, chúng ta cắt không thể hết được các cái biến thể của nó luôn. Cái form pop là như thế này,
từ kinh điển rồi đương đại rồi nó ra vô rất là nhiều, rất là nhiều biến thể cực kỳ hay, mà chỉ cần anh em thay đổi một cái phân khu thôi, thay đổi một cái góc độ của nó thì anh em sẽ tạo, sẽ tìm thấy được những cái phiên bản mà mình làm. Cho nên tất cả cái này cực kỳ hay, cái chìa khóa đó là anh em nắm được cách triển khai về hình thức và kiểm soát về kỹ thuật. Đấy. Mà quý vị thuật ý là đối với các cái con mẫu basic thì kỹ thuật anh em phải nhất quán. Nguyên tắc về tạo phố thì phải tuân thủ thế thôi. Còn là kỹ năng thì anh em cần phải luyện rồi, cái đó là không ai không ai cũng phải luyện kỹ năng hết. Ok, cho anh mượn cái gôm em ơi. Anh sẽ rồi 3 phút nữa quý vị off livestream nha. Đấy. Rồi ok, quay một vòng cho anh em xem nha. Cái này mình có thể khoét cho nó cong thêm tí nữa cũng được em anh em nhé. Đấy, đây là cái kiểu thuần basic classic pop triangle. Okay.